một cái câu hỏi nó liên quan tới những người bất đồng chính kiến, yeah. mà luật sư là một người ở hải ngoại thì cũng đã gọi là chào mừng đón tiếp nhiều đợt những người bất đồng chính kiến từ cái thời kỳ đầu như là ông Đoàn Viết Hoạt, ông nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, yeah. rồi qua những cái đợt sau luật sư Đài, còn không phải là đợt sau nữa, còn nhiều đợt nữa, yeah. nó có một cái suy nghĩ chắc là luật sư cũng đã nghe qua nhiều, rằng là các nhà bất đồng chính kiến khi rời khỏi Việt Nam thì không còn cái tác dụng của họ khi mà như họ có ở Việt Nam, yeah. vì nhiều lý do. Thì không biết luật sư nhận định về cái đó như thế nào và lý giải về cái chuyện đó như thế nào? Mục sư Andure với lại anh Vũ Hoàng Lân là sống người Mỹ, ở Mỹ đúng không? Thế anh hiểu là để duy trì được cuộc sống của mình cần những cái gì? Nhà cửa, ô tô, công an việc làm, tất cả nhiều thứ. Thế thì tôi rất là thông cảm với những anh chị em mà đã bị trục xuất từ Việt Nam sang nước Mỹ. Họ phải lo rất nhiều thứ, cơm áo gạo tiền, cho nên là khi mà bị cuốn vào cuộc sống như vậy ấy, thì cho dù anh có lý tưởng đến đâu hơn nữa thì nó cũng rất là khó khăn. Thực sự là thế. Mình sang đây mình mới hiểu cuộc sống này nó như nào. Còn đối với tôi ấy, thì ở châu Âu nó khác. Ở châu Âu thì cái chế độ phúc lợi xã hội nó khá tốt. Nếu như mình chấp nhận một cái cuộc sống gọi là nhờ chính phủ ấy, thì mình có thể làm được mọi thứ. Và khi ở trong tù ấy, thì tôi đã xác định rồi, mình chấp nhận cuộc sống là mình sẽ nhờ chính phủ Đức hỗ trợ cho mình tất cả mọi thứ để mình có thể tiếp tục cái cuộc đấu tranh của mình. Mình không có nhu cầu về vật chất, không cần ở nhà chính phủ ăn cơm chính phủ, tất cả mọi thứ đều mình sẵn sàng chấp nhận điều đó rồi. Thì 2 năm đầu tiên tôi phải chấp nhận cái đó. Đấy, và đồng thời 2 năm đầu tiên nó cũng rất là quý giá để mình chuẩn bị những cái điều kiện khác để mình có thể độc lập với cái cuộc sống của mình. Rồi sau 2 năm thì tôi có rất nhiều cái sự may mắn khác. Tôi có tài sản ở Việt Nam, tôi bán được và tôi mua được căn hộ ở Đức. Rồi sau đó thì tôi có, vì tôi, anh biết rồi, tôi cũng vị thế tất nhiên là khác với mọi người khác một chút. Mình có quan hệ với rất nhiều tổ chức quốc tế và đương nhiên là họ có sự giúp đỡ cho mình để mình có thể có cuộc sống của mình không phải phụ thuộc vào chính phủ nữa. Và từ đó thì mình mới có thể dành 100% thời gian để mình đi nơi này, nơi đó đấu tranh. Đấy thì chỉ có những người sống ở Mỹ mới hiểu được. Anh, tất cả quý khán giả mà ở Mỹ thì hiểu rồi, cuộc sống ở Mỹ nó khó khăn nào. Bây giờ ai sẽ tài trợ cho những người bị trục xuất từ Việt Nam sang Mỹ để họ có thể dành chọn 100% ra đi đấu tranh? Họ còn vợ, còn con, còn rất nhiều người khác. Thế nên là đối với cá nhân tôi ấy, thì tôi rất là hiểu và thông cảm cho những anh chị em đó. Đấy, nếu như anh chị em nào mà có thể có người vợ tháo vát, có thể có công việc làm tốt để phục vụ cho người chồng đấu tranh ấy, thì những người đó là rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu như mà người vợ mà hay là con cái họ không có đủ khả năng mà người chồng phải tham gia vật lộn với cuộc sống thì mình cũng phải thông cảm hiểu cho họ thôi. Bởi vì cuộc sống ai cũng muốn đấu tranh, ai cũng muốn được cái lý tưởng của mình được thực hiện, nhưng mà cuộc sống nó không cho phép họ làm như vậy thì mình phải thông cảm. Chứ không thể nói là ông trong được đấu tranh rồi, ông ngồi tù rồi, ông sang đây bắt buộc phải đấu tranh. Không có luật lệ nào hay là không có một quy tắc nào bắt buộc con người ta phải như vậy cả. Như vậy có phải rằng nếu mà nói một cách hết sức phũ phàng rằng là những người mà đã đấu tranh ở trong nước một khi đi qua nước ngoài, không nói là 100% nhưng mà là coi như là không còn cái vấn đề đấu tranh nữa, tại vì cái vấn đề cơm áo gạo tiền, cái vấn đề đời sống như vậy thì coi như cái gần như là cái vấn đề đấu tranh của họ là không còn hữu hiệu nữa, thậm chí là không còn nữa. Thì thực tế là như thế mà. Chứ tôi cũng chẳng nói rằng thực tế nó diễn ra như vậy. Thì rất nhiều người họ phải sang đây, họ phải lo cơm áo tiền, và đúng là họ không thể nào tiếp tục cái con đường lý tưởng đấu tranh được của họ được. Vì họ đã từng cống hiến ở trong nước nhiều năm rồi, họ đã từng phải chịu rất nhiều năm tù rồi. Cái việc họ sang đây họ được có được cuộc sống như vậy thì cũng là một cái phần thưởng xứng đáng cho họ thôi. Mình không có gì trách móc họ cả. Như vậy đó thì có phải rằng là cái việc mà phía Việt Nam không biết là làm việc với các phía đối tác như là Mỹ hay là Đức hay là phương Tây như thế nào để mà đưa được các nhà bất đồng chính kiến gọi là trục xuất ra khỏi nước Việt Nam là cái việc hết sức là hữu lý và thành công cho phía chính quyền Việt Nam. Chính xác. Trong cái cách mà gọi là loại trừ. Chính xác, bởi vì nếu như những cái nhà hoạt động, những người bị trục xuất ấy, ra bên ngoài này mà tiếp tục đấu tranh một hiệu quả thì nhà nước độc tài của Việt Nam sẽ không bao giờ trục xuất ra. Đấy, điều đó là chắc chắn. Thì những người đi trước tôi thì Cộng sản Việt Nam họ đều đánh giá là khi mà đẩy ra bên ngoài rồi là họ thành công. Ngay cả trước khi tôi bị bắt ấy, họ nghĩ rằng nếu đẩy tôi ra ngoài họ sẽ thành công. Họ luôn luôn 4 năm tù đầu tiên của tôi từ 2011 đến 2015, họ luôn luôn cứ 3 tháng, 6 tháng thì an ninh bộ công an lại vào trại giam một lần, họ hỏi ông có muốn đi nước ngoài không? Ông muốn đi nào chúng tôi tạo điều kiện cho ông đi đó. Nhưng mà lúc đó thì tôi biết 4 năm tù rồi, mình đấu tranh thì mình phải ở lại đất nước, mình không có đi. Rồi trong suốt 4 năm quản chế vậy thôi, thỉnh thoảng họ lại đi trên đường bắt cóc, họ đi bắt uống cà phê. Thì họ lại bảo thôi đi cho khuất mắt chúng tôi.
ông muốn đi hướng nào thì tôi tạo điều kiện cấp hộ chiếu cho ông đi hướng đó, nhưng mà đó tôi không có đi bởi vì mình ở lại để đấu tranh mà. Cho đến lần bị bắt cuối cùng thì vì họ nói là lần này chúng tôi bắt anh là không bao giờ có án dưới 10 năm tù đâu, thì anh xác định trước đi. Thì bảo thì 10 năm tù thì dài quá, mình ở trong tù anh biết rồi, những người trong tù đâu đấu tranh nữa, ngoài vấn đề tuyệt thực ra thì chẳng có phương pháp đấu tranh được cả. Thì mình bảo bây giờ với vai trò của truyền thông mạng xã hội nó quá mạnh, mình ngồi ở Hà Nội, Sài Gòn hay là đang ngồi với anh thì hàng chục ngàn khán giả ở trong nước họ vẫn theo dõi được mà, cho nên với truyền thông mạng xã hội thì mình ở đâu mình có thể đấu tranh được, thì mình chấp nhận mình đi thôi, ra bên ngoài thì mình đấu tranh, chứ không thay vì ngồi trong nhà tù không có làm được gì cả thì ra bên ngoài rõ ràng là hữu hiệu. Cho nên là tôi đã chuẩn bị tất cả kế hoạch là mình ra bên ngoài mình làm gì để đấu tranh đấy. Thì theo cái kinh nghiệm riêng của luật sư cũng như là theo cái hiểu biết của luật sư với những trường hợp khác đó, thì những người bất đồng chính kiến mà trước khi chấp nhận đi ra nước ngoài đó, có biết rằng là khi mình đi ra nước ngoài là mình không còn làm được những cái điều như mình đang ở trong Việt Nam hay không? Tôi khẳng định là không. Bởi vì họ luôn luôn khát khao á. Tôi nghĩ rằng là 100% những người khi trong ngồi tù á, họ luôn khát khao có tự do để họ tiếp tục đấu tranh, chứ không ai nghĩ tưởng tượng ra cuộc sống bên ngoài nó phức tạp như nào. Người ta không thể tưởng tượng điều đó. Mặc dù là hiện nay là mạng xã hội là gần như là lúc nào người ta cũng có thể nghe được, hiểu được những cái điều đó trước cơ mà. Bây giờ thì những người tù sau này chắc các bạn biết rồi. Như thế hệ như anh, như chị Tạ Phong Tần hay là anh Hải Đấu Cày hay là những người thế hệ trước ấy, thì lúc đó trước khi họ bắt rất lâu rồi, từ năm 2007 hay là 2008 gì đó, ông Cú Vũ thì 2011, lúc đó mạng xã hội chưa phát triển nhiều, cho nên lúc đó họ hoàn toàn không biết điều đó, hoàn toàn không biết, không thể tưởng tượng được ra cuộc sống bên ngoài như nào. Có cái dư luận nói rằng là các nhà bất đồng chính kiến không ít họ cố tình đấu tranh để mà họ được đi ra nước ngoài, cái điều đó nó có chính xác không, nó có quá đáng không? Anh phải hiểu này, trước hết tôi phải hiểu luật tị nạn là như thế nào. Theo luật tị nạn quốc tế, một cái người vì lý do bất đồng chính kiến, vì lý do dân tộc hay vì lý do bất kỳ lý do đó mà bị chính quyền phân biệt đối xử thôi, chứ chưa nói là vào tù nhá, họ chứng minh điều đó thì họ đã được quyền đi tị nạn chính trị rồi. Và trên thực tế đã có rất nhiều người chưa bị tù nhưng mà họ vẫn có thể đi tị nạn chính trị ở Mỹ và ở các nước khác, không nhất thiết phải vào tù. Còn những người đã đấu tranh đến mức phải vào tù thì tôi khẳng định những người đó không phải đấu tranh để đi tị nạn nước ngoài, bởi vì điều đó không cần thiết, không cần thiết phải vào tù mới đi tị nạn chính trị nước ngoài được. Nhưng bản thân tôi thì tôi đã có 3 lần sang Mỹ, năm 2000, 2004, 2006 tôi đã sang Mỹ rồi, có rất nhiều cơ hội ở lại và đi Đức các thứ rồi, và tôi tin những người khác cũng như vậy thôi, không nhất thiết phải vào tù mới được đi tị nạn chính trị. Đấy là nguyên tắc tị nạn quốc tế là như thế. Nhưng mà trên thực tế có hay không có những cái cá thể như vậy, tức là thực sự dùng cái chuyện đấu tranh để mà như là một cái khổ nhục kế để cuối cùng là có thể đối với những người đã bị trục xuất ra nước ngoài thì tôi khẳng định 100% là không phải vì lý do đấu tranh để đi, bởi vì trước khi mà họ vào tù họ đã từng bị đánh đập, bị sách nhiễu rất nhiều giấy triệu tập hàng sập rồi, chỉ cần 3 cái tờ giấy triệu tập thôi thì họ đã được phép đi tị nạn rồi, chứ không cần phải vào tù. Đấy, tôi nói nguyên tắc đấy. Tôi biết có những người họ không vào tù thì mới là những người lợi dụng, bởi vì họ cũng hiểu luật, họ chỉ cần 3 cái giấy triệu tập thôi, họ nộp vào sứ quán Mỹ họ có thể được đi. Có những người đã sang Mỹ không phải một mà một số người như thế rồi, chứ không cần vào tù đâu. Đấy, thì những người như thế là những người lợi dụng. Có những người đã đấu tranh tới mức phải vào tù để đi bị trục xuất thì sẽ không bao giờ có chuyện đó. Dường như là có một vị nào đó cùng với đi với lại luật sư Nguyễn Văn Đài qua bên Đức, rồi sau đó vị ấy trở về Việt Nam thì phải. Vâng, đó là cái cô Lê Thu Hà. Dạ. Thì cô ấy là cái người dạy tiếng Anh của Hội Nhân Dân Chủ cho những sinh viên ở trong nước, thì cô cũng bị trục xuất cùng chuyến đi với tôi sang nước Đức. Và cuối năm 2018 thì cô cũng thấy rằng nước Đức cuộc sống nó không phù hợp, không thích hợp, bởi vì cô là người yếu, thời tiết nó quá lạnh, nó không phù hợp, thì cô muốn về Việt Nam để sinh sống ở Việt Nam. Cô ấy cũng đi theo cái dạng bị trục xuất. Đúng rồi, cùng một chuyến bay. Ngược về cũng ok luôn. Không được, cô về sân bay họ chặn lại, họ trục xuất cô trở lại Đức. Rồi bây giờ cô ấy ở đâu? Thì hiện nay cô vẫn sống ở Đức thôi. Như vậy mà người ta đồn là cô ấy đang ở Việt Nam. Không, thì công khai mà, cái thông tin trục xuất là không, nó trục xuất người cả Đức thì không công khai mà. Thế thì là một người có thể nói rằng là đã đi hết một cái vòng của chuyện đấu tranh, đấu tranh trong nước, rồi bị trục xuất sang bên này, rồi bây giờ ở bên này. Nhìn lại thì sẽ thấy rằng là cái chuyện mà đấu tranh ở trong nước của các nhà bất đồng chính kiến nó vẫn diễn ra tiếp tục. Thì cái chuyện mà như là luật sư nói là đấu tranh nếu mà người nào đấu tranh gọi là tới một cái mức nào đó, hữu hiệu nào đó thì sẽ được đẩy đi ra nước ngoài. Thì mà ra nước ngoài rồi thì coi như là gần như là không còn hoạt động mạnh như trong nước. Vậy thì nhìn lại cái bối cảnh như vậy thì luật sư
thấy rằng là các nhà bất đồng chính kiến ở trong nước hiện nay đó sẽ nên làm như thế nào? Chưa hiểu câu hỏi của em. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh để rồi cuối cùng sẽ bị đẩy đi hay là hiểu. Thế nào? Vâng, thì anh phải hiểu bốn cái tại sao ấy chúng tôi bắt, đúng không? Vì lúc đó ấy, thì tôi đã nói rồi, khi thành lập Hội Dân Chủ hay là những cái nhóm xã hội dân sự khác ấy, thì họ chính quyền nó không bắt ngay, nó theo dõi rồi, nó ghi nhận. Và chúng tôi thành lập là ngày 24 tháng 4 năm 2013, và đến tận ngày 30 tháng 7 năm 2017 thì họ mới phá Hội Anh Em Dân Chủ. Thì trong hơn 4 năm hoạt động đó thì chúng tôi vẫn tất nhiên là bị sách nhiễu, bị đánh, bị nọ bên kia, nhưng mà nó chưa bị bắt. Thì chúng tôi nghĩ là mình cứ hoạt động rồi dần mình trưởng thành lên, mình lớn lên á, rồi chính quyền nó phải chấp nhận mình để rồi chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ, thì mọi người đều hy vọng vậy, chẳng có người nào không hy vọng cả. Thế thì mình bị bắt bởi vì tất cả những hoạt động mình công khai hết. Tôi nói với anh lúc nãy là qua 3 lần thì tôi mới hiểu được hết về Cộng sản. Lần thứ nhất là tranh cử năm 1997, lần thứ hai là bị tù, lần thứ hai là ngồi tù lớn nhất, lần thứ ba là ngồi tù lần thứ hai, thì mình mới hiểu hết Cộng sản. Và đến bây giờ thì tôi hướng dẫn cho anh em trong nước ấy là bên ngoài thì là công khai, bên trong nước anh em hoạt động bí mật. Thì bây giờ những cái người hoạt động bên trong ấy mà họ không dùng mạng xã hội ấy, thì họ vẫn hoạt động an toàn. Tức là Hội Anh Em Dân Chủ của tôi bây giờ còn cả trăm thành viên ở trong nước, họ vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà tất nhiên là không thể công khai lên trên mạng xã hội được, họ âm thầm xây dựng các cái nhóm nhỏ thôi. An ninh chẳng làm gì được cả, kể cả an ninh ngồi cạnh không làm gì được. Thì mình chờ thời cơ khi nào mình có đủ hàng nghìn, hàng chục nghìn nhóm, đủ, tức là khi nào, quan điểm của tôi ấy, là bây giờ khi nào mình xây dựng cái nhóm của mình, tổ chức trong nước của mình ấy, đủ sức mạnh là Cộng sản nó không thể nào đàn áp thì được mình công khai. Còn nếu không ấy, là mình phải tuyệt đối bí mật, mình cứ làm thôi, cứ xây dựng nhóm nhỏ thôi. Thì bây giờ trong nước họ không phải là từ bỏ đấu tranh, mà họ chuyển hình thức đấu tranh từ công khai sang hoạt động bí mật, chứ không có ai từ bỏ lý tưởng của mình cả.